mua cám này dạ. Không phải cám. Dạ. Thế em bịch cám mật luôn chị. Biết chỗ nào mà nó ăn được. Cám hút mật á. Chim mới á, cho nó ăn loại diễn mà chim mà lâu ăn viên nó sạch hơn. Chim này nó biết ăn mạnh lâu rồi. Nhầm ra loại chim đi. Đó. Ừ. Lấy chị. Cầm con luôn đi. Đầy đủ luôn, để đầy đủ luôn, nó đầy đủ luôn, nó bự hơn, nó dày lắm.